Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên chợ cuối năm không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là nét văn hóa độc đáo, từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, phiên chợ cuối năm 30 Tết tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hòa Bình nhộn nhịp ngay từ sáng sớm. Đây là phiên chợ cuối cùng trong năm trước khi người dân bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Vì vậy, ai cũng tranh thủ mua sắm đầy đủ trái cây, bày mâm ngũ quả, thực phẩm thiết yếu cho ngày Tết. Giá các mặt hàng trái cây, thực phẩm tươi sống tăng nhẹ so với ngày thường. Riêng giá gà sống, nhất là gà cúng lễ, tăng từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Với nhiều người đi chợ cuối năm không chỉ để sắm sửa đón Tết mà còn là khoảng thời gian thú vị để thư thái ngày Tết, hòa vào không khí sôi nổi buổi chợ xuân, chia sẻ những khoảnh khắc ấm cúng cùng người thân, mong muốn có một khởi đầu cho một năm mới ấm no, hạnh phúc và đủ đầy. Thị trường ngày 30 Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, sức mua của người dân giảm ở các mặt hàng đồ khô, bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát do đã được mua sắm từ những ngày trước đó. Nhiều cửa hàng đại lý bánh kẹo cho biết đến thời điểm này, giá các mặt hàng này vẫn được niêm yết rõ ràng không tăng giá, tuy nhiên sức mua giảm khoảng 30% so với Tết Nguyên đán 2023. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Do vậy, người dân tập trung mua sắm ở các mặt hàng như lương thực thực phẩm, đồ dùng thiết yếu. Riêng với các mặt hàng quần áo, năm nay việc mua sắm online gia tăng. Tại một số cửa hàng quần áo trên đường Cù Chính Lan đã treo biển xả kho, xả nghỉ Tết để thu hồi vốn và chuẩn bị mẫu mới sau Tết Nguyên đán. Ngày 30 Tết, những cây ATM khá vắng bóng người. Ngoài nguyên nhân do người dân đã chủ động rút tiền mặt từ những ngày trước Tết, đa phần người dân không còn thói quen rút tiền tại ATM mỗi khi Tết đến. Các thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến và tiện lợi hơn như thanh toán qua máy POS, qua mã QR chuyển khoản. Tuy vậy, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt của người dân. Dịp Tết cũng là lúc kẻ gian lợi dụng lừa đảo chuyển tiền, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng. Do đó, các ngân hàng khuyến cáo người dân nên chủ động bảo mật các thông tin trong giao dịch, tuyệt đối không cung cấp tên truy cập, mật khẩu, mã OTP hay thông tin thẻ tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người nhắn tin hay gọi điện thoại tự xưng là nhân viên ngân hàng. Trong trường hợp nghi vấn có liên quan đến hành vi lừa đảo đối với giao dịch ngân hàng, người dùng cần ngay lập tức tạm khóa tài khoản hoặc đổi mật khẩu ứng dụng ngân hàng và liên hệ đường dây nóng của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời. Thành phố Hòa Bình ngày 29 và 30 Tết, tức ngày 8 và 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch, công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hòa Bình triển khai 100% quân số làm công tác vệ sinh môi trường. Công nhân được phân công lịch trực luân phiên, thực hiện công tác thu gom rác thải tại các tuyến đường ngõ phố liên tục cho đến sau thời điểm giao thừa. Tại các tuyến phố chính và các địa điểm vui chơi như quảng trường, trung tâm thành phố Hòa Bình, đường Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan, Trương Hán Siêu, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Lang, công ty đã bố trí các đội vệ sinh môi trường tăng ca trực, kiếp trực, đảm bảo lực lượng sẵn sàng xử lý ngay lượng rác thải phát sinh, tồn đọng. Công ty cũng đã thông báo thời gian thu gom rác thải và tạm ngừng phục vụ đến tận tổ dân phố để vận động mọi người cùng thực hiện, góp phần để các đường phố thành phố Hòa Bình trang hoàng đón xuân mới. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đảng bộ tỉnh Hòa Bình triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã đổi mới phương thức lãnh đạo và đã giành được nhiều kết quả quan trọng. Nhân dịp bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về những giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình trong năm 2024. Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, tỉnh Hòa Bình có 16 trên 20 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu tăng trưởng khá như sản xuất nông nghiệp có giá trị tăng thêm 4,35%, một số dự án trọng điểm của tỉnh đã được khởi công như đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, chuẩn bị các điều kiện khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu,
tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông giai đoạn 2020-2025 là 15.798 tỷ đồng. Số vốn này gấp gần 4 lần so với giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, với chủ trương tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, tỉnh Hòa Bình kỳ vọng sau khi hoàn thành đoạn cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu và đường liên kết vùng, không những mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh mà còn tạo đột phá lớn về giao thông kết nối giữa tiểu vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là thủ đô Hà Nội. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng. Trong năm đã thực hiện luân chuyển điều động, bổ nhiệm 28 cán bộ lãnh đạo quản lý, góp phần đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là điều kiện quan trọng để cấp ủy chính quyền hoạch định chính sách, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh. Tuy nhiên, năm 2023, tăng trưởng kinh tế thu ngân sách nhà nước chưa đạt chỉ tiêu. Trên cơ sở phân tích làm rõ những kết quả hạn chế nguyên nhân, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào ngày 30 tháng 11 năm 2023, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy chính quyền cần năng động, sáng tạo, quyết liệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đến liên quan đến đội ngũ cán bộ thì có hai việc. Một là chất lượng đội ngũ cán bộ. Chúng ta cần phải bàn tiếp, cần phải có giải pháp trong thời gian tới. Hai là thái độ làm việc của công chức viên chức cũng phải quan tâm để tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng. Thì chúng ta đã ban hành chương trình rồi, chúng ta làm. Thứ ba là phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể. Trong 14 dự án trọng điểm thì tiếp tục đẩy mạnh để mà khởi công tiếp các cái dự án còn lại. Đặc biệt là hai cái tuyến đường rất quan trọng. Một là đường cao tốc Hòa Bình Hà Nội theo hình thức PPP. Hai là phải triển khai khởi công cái dự án Hòa Bình Mộc Châu, là phải hoàn thiện và khởi công một số cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp để làm công tác xúc tiến đầu tư, là đốc thúc các cái nhà đầu tư để triển khai các cái dự án mà đã có cấp giấy chứng nhận đầu tư. Năm 2024, tỉnh Hòa Bình đề ra 20 chỉ tiêu nghị quyết với 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Trong đó, các chỉ tiêu về kinh tế xã hội được dự báo tiếp tục gặp khó khăn. Các cấp ủy đảng, chính quyền chủ động xây dựng kế hoạch, dự báo các kịch bản tăng trưởng kinh tế xã hội hàng quý để tổ chức thực hiện. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, đặt ra cho 19 chỉ tiêu. Trong đó là tập trung cho công tác quy hoạch để hoàn thành cái quy hoạch chung của thành phố đến năm 2045 để Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Đây là cái nội dung rất cơ bản. Cái thứ hai nữa là tập trung cho cái chương trình phát triển đô thị của thành phố. Năm 2024 là năm bản lề chuẩn bị cho công tác lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Nhiều nội dung tiếp tục phải tập trung triển khai, trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng là việc chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ tới. Qua đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ thì công tác cán bộ nhược điểm cũng như nhiều cái tích cực trong chỉ đạo đại hội mà kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra trong sự đánh giá nhiệm kỳ thì chúng tôi tập trung chỉ đạo, đặc biệt năm 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt triển khai và chuẩn bị bước cho công tác cán bộ và đã cụ thể cho năm 2023 đã điều động 28 vị trí luân chuyển và điều động đầu cán bộ, là tập trung rà soát quy hoạch, đánh giá lại cán bộ để bổ sung quy hoạch, rà soát quy hoạch và luân chuyển điều động sắp xếp cán bộ và theo năng lực sở trường để sắp xếp cho vào các vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh.
phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận cao giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, cúng tất niên rồi cùng quây quần với người thân bên mâm cơm tất niên đã trở thành phong tục có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Bữa cơm tất niên không chỉ mang ý nghĩa bày tỏ sự tôn kính tổ tiên, sự đoàn tụ gắn kết của các thành viên trong gia đình, mà còn giúp cho mọi người cùng nhìn lại một năm đã qua và bắt đầu cho những dự định của năm mới. Trong thời khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về giá trị văn hóa, giá trị gia đình của nghi thức đặc biệt này. Theo phong tục người Việt, bữa cơm cúng tất niên là nghi thức tiễn năm cũ, đón năm mới và được tiến hành vào chiều 30 Tết trước lễ cúng giao thừa. Năm nào cũng vậy, gia đình bà Mai Thị Hà ở tổ 6 phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình cũng làm mâm cơm tất niên. Đây là bữa cơm chiều cuối năm, là khoảnh khắc thiêng liêng của tất cả các gia đình người Việt. Mâm cơm được chuẩn bị chu đáo để dâng cúng tổ tiên với lòng thành kính, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và mong ước đón năm mới an khang thịnh vượng. Mâm cơm tất niên nó chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa đối với gia đình chung của người Việt và riêng đối với gia đình tôi. Ngoài cái cúng tổ tiên để báo hiếu với ông bà, mời ông bà về ăn Tết, thì còn là bữa cơm gắn kết tình cảm thành viên trong gia đình và có những kế hoạch trong năm tới. Những ngày giáp Tết là thời điểm vui nhất, bởi mọi người thân trong gia đình đều tạm gác lại những công việc hàng ngày để đoàn tụ bên nhau, cùng ăn bữa cơm ngày cuối năm. Điều đặc biệt trong bữa cơm tất niên là hầu hết mọi thành viên trong gia đình đều tham gia nấu ăn, vừa cùng nhau trao đổi về việc học hành, việc làm ăn trong năm qua, thêm gắn kết tình thân. Đây cũng là dịp để giáo dục con cháu biết kính trên nhường dưới, biết hiếu thuận với ông bà, cha mẹ. Theo cái truyền thống thì hôm nay là ngày 30, thì gia đình cũng gọi là cái ấy tổ tiên rồi để làm bữa cơm tất niên cho con cho cháu. Ra năm mới thì có một sức khỏe mới, làm ăn phát tài để cho con cháu nó tiến bộ, để gia truyền, để nhớ lấy cái gia truyền của dân tộc. Các gia đình đều chuẩn bị mâm cơm tất niên chu đáo nhất để bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên và mong muốn một năm mới ấm no hạnh phúc. Có rất nhiều món ăn trong mâm cơm tất niên ngày cuối năm, nhưng đối với người miền Bắc thì không thể thiếu món bánh chưng xanh, dưa hành, nem rán, giò lụa. Mâm cơm tất niên được con cháu gửi gắm nhiều tình cảm thiêng liêng. Mọi người đều có một bữa tất niên để có thể gặp anh chị em họ hàng trong gia đình. Cháu rất là mong muốn trong gia đình thì mọi người đều có một sức khỏe dồi dào này. Và năm mới thì sẽ làm ăn phát đạt hơn, như bọn cháu thì sẽ học tập và có một thành tích tốt trong năm mới ạ. Tết đến xuân về là thời gian đoàn tụ của mọi gia đình. Dù có đi làm ăn xa hay khó khăn vất vả đến mấy, ai cũng mong muốn trở về sum họp với người thân dưới mái ấm gia đình. Và bữa cơm tất niên là dịp khơi nguồn biết bao tinh thần tốt đẹp, ý nghĩa truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc của dân tộc. Đó cũng là lúc mà mỗi người có thể cởi mở, chia sẻ cùng nhau về cuộc sống. Ông bà, cha mẹ nhắc nhở con cháu về những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, dòng họ và cũng không quên trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp về một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán của người Mường là phong tục đẹp chứa đựng nhiều biểu tượng, tín hiệu văn hóa từ ngàn xưa truyền lại, mang tính nhân văn cao cả và hiện vẫn được người Mường lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Một trong những nét văn hóa độc đáo trong ngày Tết Mường đó chính là tục gói bánh Tết. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi phóng sự sau. Đã thành thông lệ năm nào cũng vậy, cứ sáng sớm ngày chín đụn là bà Sa Thị Anh Đào cùng các thành viên trong gia đình lại chuẩn bị gói bánh Tết. Gạo nếp thơm, đỗ xanh, nho nhe đã được ngâm nước cho nở mềm. Bột nếp cũng được xay ủ từ đêm hôm trước để hôm nay sẵn sàng gói bánh dâng cúng trời đất, ông bà, tổ tiên. Công việc đi lấy lá mất khá nhiều thời gian. Lá gói bánh thường trồng sẵn trong vườn như lá dong, lá chuối, lá ngả. Các loại lá sau khi thu hái sẽ được sơ chế sạch sẽ. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, từ rửa lá, vo gạo, chẻ lạt, làm nhân đều được chuẩn bị rất nhanh chóng.
Cứ đến Tết hàng năm thì chúng tôi bắt buộc phải có bánh chưng. Bánh chưng của người Mường, chúng tôi chủ yếu là bánh dài. Bánh dài chúng tôi thường gọi là bánh ống. Còn chúng tôi cũng có bánh chưng vuông, nhưng bánh chưng vuông của chúng tôi nó chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi. Tục gọi bánh dâng cúng tổ tiên ngày Tết thể hiện nét văn hóa cổ xưa của người Mường Hòa Bình, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đây cũng là minh chứng của nền văn minh lúa nước trên đất Mường từ thuở Hồng Hoang. Mỗi khi Tết đến xuân về, người người nhà nhà ở bản Mường lại gói bánh Tết, một nét đẹp không thể thiếu, thể hiện sự ấm áp sum vầy trong mỗi nếp nhà. Để không khí ngày Tết trọn vẹn và đủ đầy, các gia đình người Mường thường gói rất nhiều các loại bánh truyền thống như bánh ống, bánh ốc, bánh uôi, bánh nằng, bánh dày. Và bánh chưng ống là loại bánh không thể thiếu. Gói, đồ luộc và canh nổi bánh đã trở thành một nét đẹp văn hóa, tập quán của người Mường mỗi dịp đón năm mới. Trước kia nhìn vào các loại bánh, số lượng bánh là biết gia đình có khá giả hay không, vụ mùa bội thu hay thất bại. Nhưng ngày nay, bánh Tết chủ yếu mang giá trị về tinh thần và tâm linh. Những chiếc bánh đẹp nhất sẽ được chọn dâng lên ban thờ, một ít đem chia làm quà đi phần họ hàng, một vài chiếc đem chia trước cho trẻ nhỏ, còn lại sẽ treo lên để phục vụ cho mấy ngày Tết. Bánh ống, bánh uôi, bánh ốc không những mang đậm hương sắc của núi rừng mà còn thể hiện sự sáng tạo và thành kính của người dân tộc Mường với tổ tiên của mình trong dịp lễ Tết. Theo truyền thống của người Mường chúng tôi là cứ hàng năm là đến Tết Nguyên Đán là các cụ phải gói đủ các loại bánh để cầu mong cho một năm mới là no đủ và hạnh phúc, sức khỏe. Công việc chuẩn bị và gói bánh Tết tất bật đã làm nên không khí ngày Tết. Từng chiếc bánh thơm ngậy là thành quả của cả một vụ sản xuất, là hương vị Tết, là tấm lòng thơm thảo của con cháu gửi gắm tới các chư vị thần linh tổ tiên, cầu một năm gia đình mạnh khỏe, sung túc, bản Mường thịnh vượng, an vui. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chúc Tết cán bộ chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhân dịp năm mới. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét đậm, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.